Và trước khi em trả lời, em sẽ giới thiệu lại tên của mình nha. Số mấy ạ? Số mấy em? Số mấy? Số 8. Số 8. Dạ, số 8. Kính thưa quý vị, câu hỏi của thí sinh mang số 10 là câu hỏi số 8. Nếu cô có thể ăn mừng ngày Tết ở Việt Nam, cô sẽ làm gì? Em xin chào tất cả ban giám khảo và tất cả các khán giả có mặt trong ngày hôm nay. Và em xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến trong ngày đêm thứ hai để ủng hộ tất cả các bạn thí sinh và em. And the question is, if you were able to celebrate Tết in Vietnam, what would you do? Em xin được trả lời câu hỏi của mình. Nếu có cơ hội ăn Tết ở Việt Nam, em sẽ, điều đầu tiên em sẽ em sẽ sum họp tất cả các gia đình lại và những thành viên trong gia đình để ăn Tết và gửi tất cả các lời chúc đến tất cả các thành viên trong gia đình, vì đó là một cơ hội rất quý đối với em. Vì khi em đi qua Mỹ thì không có ai, em chỉ có ăn Tết với ba và mẹ ở đây, và em muốn dành tất cả các cơ hội để gặp lại các thành viên trong đại gia đình của mình, để gửi tất cả các lời chúc sức khỏe, bình an đến mọi người. Vì em muốn tất cả các thành viên trong gia đình lúc nào cũng xung quanh em. Và trong cuộc đời của mình có câu sinh lão bệnh tử, và không biết lúc nào em có thể mất đi một thành viên trong nhà. Bởi vì em muốn dành tất cả cơ hội để gặp lại và để chung vui với đại gia đình của em. Em xin cảm ơn. Wow, em nói rất là lanh, dành tiếng Việt quá trời đi. Bây giờ xin mời em. Em số mấy? Dạ, cô số 6 ạ. Câu số 6 của thí sinh mang số 3 là: nếu có cơ hội giúp ích cho dân tộc Việt Nam trong tương lai, em chọn lĩnh vực nào, tại sao? If you had an opportunity in the near future to help out the Vietnamese community, what focus would you choose and why? Xin chào bà, quý vị khán giả, ban giám khảo và ban tổ chức. Trước hết, nhân dịp đầu năm mới, năm Bính Thân, em xin chúc quý vị dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, may mắn vào đầu năm mới. Sau hết, em xin trả lời câu hỏi của em. Nếu em có dịp giúp đỡ người Việt Nam, em sẽ chọn ngành giáo dục, vì em muốn cho tất cả các em sinh trưởng tại hải ngoại có thể nói được tiếng Việt, học tập tiếng Việt, đọc được chữ Việt, để luôn luôn lưu truyền chữ Việt và luôn nhớ về mình là con cháu người Việt Nam chúng ta. Em xin hết. Cảm ơn em. Và kế tiếp là thí sinh mang số 6. Số 19. Câu hỏi thí sinh mang số 6 là câu hỏi thứ 19. Giả sử cô có 3 điều ước sẽ thành sự thật, cô sẽ ước những gì? If you could have 3 wishes come true, what would you wish for? Em cảm ơn anh chị. Em xin kính chào quý vị khán giả và bà giám khảo. Em tên là Verna Võ, thí sinh số 6. Trước hết, em muốn cảm ơn quý vị trong ban tổ chức hỗ trợ Tết đã bỏ hết sức ra để cộng đồng người Việt cho có thể chung vui mấy năm đầu năm. Và em rất là vui được tâm dự hôm nay. Thì sau đây em xin trả lời câu hỏi này bằng tiếng Anh. If I had the opportunity to have 3 wishes, my first wish is to ultimately have my mother always be healthy and to always be happy, as she has raised me to be the woman that I am today. For my second wish, I wish all of you great happiness for the new year, as I believe that happiness leads to success. And as for my third wish, I hope for the Vietnamese community to continue to grow, to continue to challenge themselves, and together we can complete anything that is possible. Dạ, em xin hết và em xin cảm ơn. Không biết quý khán giả sao chứ Đỗ Thanh kết cái giọng của cô này hay không quý vị? Rồi, và bây giờ thì xin mời em hãy bốc cho mình một câu hỏi. Em được số mấy?
số 14. Thí sinh mang số 8 với câu hỏi số 14 là: theo em, người trẻ Việt Nam có thể làm được gì để đóng góp vào việc phát triển cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại? In your opinion, what can the younger Vietnamese generation do to contribute to the Vietnamese community's progress in America? Em xin chào quý vị. I would like to encourage the younger generation to be able to go to school, learn about the Vietnamese language, and be able to learn about their culture. It is important for them to learn about their culture and be able to know some of their culture, because I want them to be able to lead them to a positive path for a better future for our Vietnamese community, and it will benefit us a lot. Thank you. Cảm ơn em. Còn một em cuối cùng, quý vị. Mời em bấm số. Số 2. Thí sinh số báo danh số 9 với câu hỏi là câu số 2. Xin em cho biết về một trường hợp vừa qua mà em đã được giúp đỡ hoặc đóng góp cho cộng đồng Việt Nam. Please describe a recent past event in which you were able to participate or contribute to the community. Xin chào quý vị, em tên là Tiffany Phan. So a recent past activity that I have done is that last Christmas I helped out homeless people in Long Beach. I helped them. I went to go buy food for them, and because I saw them, they were just really cold and they didn't have any clothes on, and that made me really happy, because even though I don't have time for the community, even though I'm busy with school, I don't have time. I will always find time to help out the community, and I think that's very important. Thank you. A round of applause, ladies and gentlemen. And congratulations to the semi-finalists of the very first annual OC Fit Festival. Wow, và đó là phần ứng xử của Top 5. Một lần nữa xin quý vị dành tràng pháo tay thật lớn và mời các em vào trong và chương trình văn nghệ tiếp tục trước khi ban giám khảo sẽ công bố kết quả của Hoa hậu năm nay. Rồi, xin mời chị Baby ra đây. Nếu như chọn top 6 là có chị Mavi trong đó rồi, bây giờ em hỏi chị nè. Nếu như mà bị cảm cúm mà tới phu nhân của chị là bác sĩ Đỗ Khải sẽ bị chích bao nhiêu mũi? Em ơi, phu quân chứ phải phu nhân. Tới phu nhân thì chị không biết chích. Em nói thiệt với quý vị là em đứng sân khấu với chị Mavi là bao nhiêu năm mà tới giờ phút này em còn không biết chị là đàn ông hay đàn bà. Em nói giỡn. Vâng, tất nhiên là chị Mavi là người đàn bà rồi, là một trong những người phụ nữ là cánh hồng phương Đông rồi. Nó bậy hồi tới bác sĩ Đỗ Khải chắc bị chích cho 10 mũi. Mồ Phật. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trở lại phần văn nghệ và xin kính mời quý vị cùng ở lại. Trong chút lát nữa thôi thì ban giám khảo sẽ công bố kết quả. Và đây sẽ là một trong những cuộc thi mà chúng tôi nhìn thấy được rất nhiều những người phụ nữ mà với những nét đẹp thăng hoa cùng với chiếc áo dài Việt Nam trên sân khấu của OC Tết Festival năm 2016, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, phần tiếp tục là 5 thí sinh vào top 10, top 5 thì sẽ trình diễn quốc phục của Việt Nam, đó là chiếc áo dài. Và lúc đó chúng ta sẽ chọn ra là 3 người. Thứ nhất là Hoa hậu và đồng thời Á hậu 1 và Á hậu 2. Phần này phải nói là quan trọng nhất, bởi vì trong cuộc thi Hoa hậu của Việt Nam thì chiếc áo dài đã chiếm 50% tổng số điểm. Và phải nói là các quý vị trong ban giám khảo đã có những cái nhận xét rất là tinh tường để mà lựa chọn ra cho chúng ta Hoa hậu của năm 2016 hỗ trợ Tết Cộng đồng. Dạ, em xin cảm ơn chị Mai Vi. Và xin kính thưa quý vị là ban giám khảo có một yêu cầu, lại tại vì hồi nãy đang chấm thi thì có cái đèn nó tự nhiên nó bị tắt, cho nên ban giám khảo yêu cầu là cho thí sinh số 8 lặp lại câu trả lời. Xin quý vị cho chàng một tràng pháo tay để mà ủng hộ tinh thần của Christina Lê. Em đã trả lời câu hỏi rất là hay, rất là giỏi. Vâng. Nhưng mà nếu không có cho em cơ hội trả lời chấm điểm thi thì sẽ rất buồn lắm quý vị ơi. Quý vị đồng ý không ạ? Vâng.
Và bây giờ là phần trả lời của thí sinh số 8. Yes, and I've written it all down. And so your question, sweetie, is theo cô, người trẻ Việt Nam có thể làm được gì để góp phần vào việc phát triển cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại? In your opinion, what can the younger Vietnamese generation do to contribute to the Vietnamese community's progress in America? Well, in my opinion, I believe that the younger generation should be able to stay in school, learn about the Vietnamese culture, and learn about their heritage. It's important for them to know that because, in my opinion, even for me, I'm not familiar. I mean, I am familiar with the Vietnamese heritage, and I wish I could learn more. I want the younger generation to learn more so they can lead to a path for a better future. Thank you. Thank you so much, and thank you for going through that once more. Ladies and gentlemen, the contestants want to bring the best showcase to you as possible, but you gotta admit, it's a little nerve-wracking being on the stage and getting counted not just for what you're presenting on the outside, but what you're presenting from the inside. So ladies and gentlemen, I'm so proud of all our contestants again, and thank you so much for all that you've done today, as well as what you will continue for your community in the future. And thank you for letting us do that once more. Vâng, như quý vị cũng biết đó là các thí sinh rất là hồi hộp. Đứng ở trên sân khấu ngay là trong ban tổ chức đây cũng hồi hộp dùm cho các thí sinh, phải không chị Khuyến? Vì thí sinh năm nay rất là đẹp quý vị, do đó biết một sự cực nhọc rất là lớn của ban giám khảo, phải từng chi tiết một để tìm ra một cô hoa hậu đúng tiêu chuẩn nhất. Thì thay mặt ban tổ chức của hội chợ Tết Oxy 2016 cảm ơn ban giám khảo và chương trình của chúng ta được như thế này quý vị ơi. Còn một thời gian ngắn ngủi nữa là hội chợ Tết chúng ta chấm dứt trong 3 ngày hội chợ rất là thành công của năm đầu tiên 2016 này. OC Festival rất là thành công quý vị. Đi ra đường và cái tiệm nước mía Viễn Đông của em ở nhà người ta cũng tới đồn, thì hội chợ rất là thành công nhất trong các hội chợ cũng những năm vừa qua. Vâng, đây là một sự dàn dựng và một sự tinh tế của giám sát viên Andrew Đỗ quý vị, nhờ giám sát, nhờ luật sư Andrew Đỗ mà chúng ta có được 3 ngày vui chơi không có tốn tiền. Thì đây là một cái công ơn rất là lớn, mà đó là thể hiện một sự uy tín, một sự thương yêu dân chúng của chúng ta. Thì xin quý vị cho giám sát viên Andrew Đỗ một tràng pháo tay rất là lớn quý vị. Vâng, và chúng ta hy vọng năm sau cũng là được free như thế này, phải không chị? Không những free mà chúng ta thấy tổ chức rất là chu đáo, mọi chuyện đều ngăn nắp thứ tự hết, thưa quý vị. Và tuần tới quý vị đừng quên lên hội chợ LA Tết, cũng tổ chức rất là chu đáo như thế này. Bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ lại những cánh nén đầu đàn của hội chợ Tết OC Tết Festival năm 2016. Kính mời quý vị cùng với chúng tôi hân hoan gặp gỡ lại với giám sát viên Andrew Đỗ và luật sư Tuấn Nguyễn. Và chúng ta chuẩn bị mời ban giám khảo tất cả thí sinh cùng trở lại sân khấu để công bố kết quả đêm nay. Xin mời anh. Rồi, cảm ơn anh. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã ở lại cho tới cuối chương trình. Và đây là phút quan trọng nhất trong buổi Hoa hậu ngày hôm nay của chợ Tết Bính Thân 2016. Chúng tôi rất hân hạnh có trên sân khấu với chủ tịch của ban tổ chức của hội chợ Tết Bính Thân OC Tết, và chúng tôi xin mời luật sư Tuấn có một vài lời với đồng hương. Dạ, cảm ơn giám sát viên Andrew Đỗ. Mình rất là mệt. Chỉ có mấy phút nữa thôi là về nhà, là qua làm việc 2-3 tiếng nữa là về đang ngủ mấy tiếng. Cái hội Tết này rất là thành công. Cảm ơn quý vị tới nha. Rồi là năm sau mình sẽ gặp nhau hơn. Đây là một vinh dự cho cộng đồng chúng ta để mình có thể celebrate được những em đặc sắc nhất của cộng đồng chúng ta, để thể hiện cho sức đẹp cũng như thông minh và cá tính, character của những em trẻ trong cộng đồng. Đây là những cơ hội chúng ta của thế hệ lớn hơn để mình có thể công nhận những người trẻ tài năng sắp tới của chúng ta. Và chúng tôi mời các quý vị ban giám khảo lên để chào các đồng hương. OK. Bác sĩ Mai Vừa Đào nãy giờ giới thiệu cũng nhiều lần rồi. Bây giờ là chúng tôi xin
Mời quý vị có thể cho biết được điểm chấm như thế nào chưa? We have the result right here. Kết quả của chấm điểm của các Và trước khi mà bác sĩ Michael Đào có ra lời, chúng tôi cũng mời ban tổ chức bước ra sân khấu. Xin mời chị Khuyến Nguyễn và Annie Nguyễn. Kính thưa quý vị, chọn cái này không có dễ. Quý vị thấy 13 cô nào cũng đẹp hết. Thì thế hồi nãy mà trên này mấy MC hỏi là quý vị muốn ai là người thắng, thì có người la lên là everybody. Nếu vậy thì không còn, mình gọi phải chọn một người đúng. 13 người rất đẹp nhưng phải chọn ra một người. Do đó cái job này rất là khó, chứ không phải dễ. Chúng tôi phải cãi qua cãi lại, 4 giám khảo cãi qua muốn đánh nhau luôn là để coi ai, tại vì mình có 2-3 người anh top. Bây giờ không biết ai là người đầu, rất là khó. Mình chọn một người, hồi nãy như tôi nói vậy á, cái đẹp là trong ánh mắt của mỗi người. Có thể tôi thấy cái đẹp của một cô này, người giám khảo này thấy đẹp của cô khác, và người giám khảo khác cho một cô khác nữa. Mà top 3 thì bây giờ không biết chọn ai, thì phải cuối cùng mình phải chẳng những cái sắc không, còn phải cái ngôn ngữ, rồi phải cái khéo léo, cái hiểu biết của họ nữa. Thì mỗi một giám khảo để cho một ý kiến. Cảm ơn bác sĩ Michael Đào rất là nhiều. Phải nói là cái công trình mà chọn ra được một thí sinh rất là khó trong 4 vị của chúng tôi đây. Mà cái khó nhất là chúng tôi đang tìm là một người có một cái knowledge, một cái intelligence ngoài sắc đẹp ra, ngoài áo dài ra và ngoài những cái chiếc áo mà các cô đã tham dự, thì cộng thêm những cái hiểu biết và làm sao mình đạt được cái băng giải này và mình có thể đại diện cho cộng đồng ở Orange County mà mình có thể làm được việc với cộng đồng Mỹ nữa. Đó là một cái khó khăn mà chúng tôi phải đánh nhau. Giống như bác sĩ Michael Đào nãy chị nói, không biết là chị Diễm Xuân có cộng thêm cái gì nữa không ạ? Đây là một trong những nhà designer nổi tiếng của vùng đất Sài Gòn của chúng ta, nhà designer Diễm Xuân, thưa quý vị. Kính thưa quý vị khán thính giả và kính thưa giám sát viên Em Phương Lỗ. Tất cả hôm nay thì ban giám khảo và ban tổ chức cùng Em Chu Đỗ làm ủy viên với tất cả các em, thì Diễm Xuân thấy rằng là cuộc thi này có những cái thành phần rất là cam go, nhưng mà cuối cùng mình cũng phải chọn cho các em đúng với cái công việc các em làm. Như vậy thì đã có giải đáp rồi, thì Diễm Xuân chỉ chúc mừng sao cho các em tối nay ai cũng vui hết. Kính thưa tất cả các quý vị, kính thưa ban tổ chức, chúng tôi mong muốn rằng là chúng tôi đã chọn được một cái người xứng đáng nhất mà quý vị đang mong đợi. Dạ, kính chúc cho cái buổi thi hoa hậu của chúng ta thành công tốt đẹp nhất. Và bây giờ là lúc công bố kết quả. Trước khi mình chấm dứt, tôi chúng xin cảm ơn những người sponsors mà làm cho được buổi hoa hậu tối hôm nay possible. Đó là bác sĩ Michael Đào. Thưa quý vị, cho một tràng pháo tay cho bác sĩ. Và chúng tôi cũng muốn cảm ơn trung tâm y tế West Coast, hãng Unique Hair và hãng Umican Healthcare Products. Cảm ơn quý vị. Anh Đỗ Thanh ơi, sao em hồi hộp quá anh ơi. Bây giờ đó, xin mời ban giám khảo bước qua bên tay trái với các cô. Giám sát viên Andrew Đỗ và anh Tuấn bước qua đây đi để cho khán giả nhìn lại các cô thí sinh tối nay. Rồi, mời các em bước lên phía trước ạ. Và xin mời chấm chủ khảo của đêm nay, bác sĩ Michael Đỗ. Bác sĩ Michael Đào. Michael Đào. Vâng. Bây giờ mình sẽ nói cái giải Á hậu thân thiện trước. Á hậu thân thiện, cô Tina Bùi, số 10. Miss Áo Dài. Quý vị ơi, cho một tràng pháo tay. Miss Áo Dài Tiffany Phạm, số 9. Và luật sư Tuấn, trưởng ban tổ chức hội chợ Tết OC 2016. Cũng nhờ tận tâm tận lực mà của ban tổ chức, của luật sư Andrew Đỗ và luật sư Tuấn, thì chúng ta có được một hội chợ rất là lớn, rất là vui tươi như thế này. Xin quý vị cho một tràng pháo tay
ủng hộ cho các cô và tỏ lời cảm ơn ban tổ chức hội chợ Tết Oxy 2016. Miss áo dài Tiffany Pham, số 9. Và người trao những món quà cho Miss áo dài Tiffany Phạm là Hoa hậu Lý Ngọc Thu, thưa quý vị. Lý Ngọc Thu cũng là Hoa hậu hội chợ Tết LA đó quý vị. Thì sau cái hội chợ này còn cái mùa xuân kéo dài tuần tới 20 và 21 tháng 2 thứ bảy chủ nhật là hội chợ LA diễn ra. Cũng có tất cả các cô hoa hậu thắng giải hôm nay và tất cả các cô thí sinh, vì chúng ta sẽ có những cái chương trình lớn. Á hậu 2, contestant number 8, Christina Lee. Wow. Đây là hoa hậu Cathy, cũng là hoa hậu của hội chợ Tết LA và hoa hậu Asia. Quý vị cho một tràng pháo tay để ủng hộ tinh thần và cảm ơn luật sư giám sát viên Andrew Đỗ. Nhờ có luật sư giám sát viên Andrew Đỗ mà chúng ta có được cái hội chợ rất là đông đủ vui tươi trong 3 ngày xuân vừa qua. Quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Bây giờ giữa cô số 3, hóa hậu contestant số 3 và số 6, quý vị nghĩ là cô nào là sẽ được là hoa hậu? Và số mấy ạ? Á hậu 1, Á hậu 1, contestant number 3, Á hậu 1, Nguyễn Ngọc Mai Trúc. Tiếp tục và người hoa hậu hội chợ Tết OC 2016, contestant number 6, Vina Võ. Hoa hậu Lâm Châu cùng luật sư Andrew Đỗ trao vương miện cho Á hậu 1 2016. Và Vina Võ chính thức đoạt giải hoa hậu của hội chợ Tết OC Tết Festival năm 2016, đại diện sắc đẹp của người phụ nữ Việt Nam của năm nay và đem tiếng nói, tấm lòng thân thương để cùng phụng sự cho cộng đồng Việt Nam. Kính mời quý vị cùng dành tràng pháo tay lớn hơn nữa ạ. OC 2016 với vinh dự của tất cả các cô ở đây là chính tay của giám sát viên cùng với chính tay của luật sư Tuấn trao vương miện. Xin quý vị gửi một tràng pháo tay để ủng hộ năm cô đã thắng giải trên này. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để tỏ lòng biết ơn Andrew Đỗ đã lo được một cái hội chợ mà rất là lớn của cộng đồng Việt Nam chúng ta. Thì hy vọng sau này anh Điêu Đỗ đắc cử nữa và cũng cùng lo cho đồng bào chúng ta tiếp tục. Quý quá. Phải ủng hộ anh Điêu Đỗ để năm tới mình có một hội chợ lớn như thế này nữa quý vị ơi. Và xin mời Hoa hậu những bước đi đầu tiên cho năm 2016 trên sân khấu của hội chợ Tết OC Tết Festival. Kính chúc cộng đồng Việt Nam một năm mới an khang, thịnh vượng và phát tài. Xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả mọi người. Chúng tôi cũng muốn xin cảm ơn cô Annie và anh Đỗ Thanh cho chương trình ngày hôm nay rất là đặc sắc. Xin cảm ơn Annie. Xin cảm ơn anh Trudeau. Xin cảm ơn mọi người. Happy Valentine's Day, everybody, and Happy New Year. Thank you so much for joining us. We will see you again at the second OC Tết Festival 2020. Chúc nơi nơi mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi, người thương ra lời tư, người công nhân ấm no hoặc đời gian lao nghèo khó. Chúc quý vị một đêm ngủ ngon, hưởng một năm dài vui tươi hạnh phúc. Chiến đấu công thành, sáng cuộc đời lành, mừng người vì mình quên thân mình.
và xin tất cả mọi người đứng lại và nhìn ra phía trước để tất cả quý đồng hương sẽ ghi lại những hình ảnh đẹp này ạ. Xin cảm ơn quý vị. Happy New Year. Quý vị ở hội chợ Tết LA 2016 trong ngày thứ bảy chủ nhật tuần tới. Anh thưa quý vị khán giả, chúng ta vừa biết được cái cuộc thi kết quả của các cô hoa hậu trong ngày hôm nay. Và một trong những cái người mà phải nói là rất là nhiều năm rồi gắn liền với các cuộc thi sắc đẹp giống như là tôn vinh các vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, đó là cô Khuyến Nguyễn cùng với lại bác sĩ Andy, là cô gái của con gái của cô Khuyến Nguyễn, cũng tổ chức rất là nhiều kỳ thi hoa hậu. Thì Andy có thể cho biết là trong những cái cuộc thi này nữa, các cô khi mà đăng ký rồi các cô thi thì Andy tổ chức nhiều lần á, thấy lần này có khác biệt so với mọi năm không? Dạ thưa anh và thưa quý vị của đài N10 TV, Annie không biết nói gì hơn. Tuy rằng năm nay là năm 14 để tổ chức những các cuộc thi hoa hậu, nhưng mà mỗi cuộc thi là mỗi khác biệt, mỗi cuộc thi là mỗi lần hồi hộp, vui tươi, rồi có nhiều chuyện dễ thương lắm thưa anh. Thì ra mỗi lần mỗi khác nhau, khó nói lắm. Nhưng mà để tổ chức cái cuộc thi này đó, ngoài mình đam mê ra thì cũng còn có nhiều cái phía sau, nó cũng có những cái khó khăn đúng không? Đúng không phải anh đi? Anh đi có thể chia sẻ những khó khăn khi mình tham gia vào trong mình tổ chức tuyển lựa các cô như thế nào? Dạ, thì phần tổ chức thì sẽ có trục trặc những gì sai sót mà cũng vượt qua được thưa anh. Dễ thương nhất là mấy cái câu chuyện của các em. Mà ngoài khán giả đâu có ai biết, đâu có ai hiểu những nỗi lo âu và sợ của các em hồi hôm qua trong cái pageant court, trong cái nhóm các hoa hậu của mình tối nay đó anh. Em không có nói ai nha, nhưng mà có một cô đang mới vừa biểu diễn cái phần đầu rồi đó, cái guốc của mình bị gãy. Dạ, em xuống em khóc dễ sợ luôn thưa anh. Rồi không sao, em lột dài ra mình đổi với nhau. Nhưng mà những cái chi tiết đó đó thưa quý vị thì Annie sẽ giữ mãi mãi trong lòng, tại vì những cái hình ảnh đó chị em làm việc với nhau, gắn bó với nhau. Tuy rằng khán giả mình không có biết được, nhưng mà chị em rất là gần gũi, rất là hạnh phúc mấy cái niềm vui đó. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì bác sĩ Andy cũng có chia sẻ những cái phía sau của những cái cuộc thi, nhưng mà ngoài cái sự cố gắng ra thì được biết là cô Khuyến á, những cái cuộc thi hoa hậu Tết của mình ở tại My Square Park này thì lại sắp tới nữa đó, thì năm nào cũng vậy. Cô Khuyến Nguyễn cùng với Andy cũng lại tổ chức một cái hội chợ Tết khác, rồi có những cái cuộc thi khác, thì xin cô Khuyến Nguyễn cho biết thêm những cái thông tin mà sắp tới để mà mình có thể tham dự một cái hội chợ Tết ở dưới. Dạ xin cô cho biết thêm thông tin. Dạ cảm ơn em, cảm ơn đài và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi đài. Thì cái năm nay là hội chợ Tết LA, cô Khuyến cùng Annie tổ chức đã 14 năm, và lần này được cộng tác với OC Tết Festival. Đây là năm đầu tiên, do đó ban tổ chức có mời hai mẹ con tham dự để lo cái chương trình hội chợ, để lo cái chương trình thi. Thì một cái sự dàn dựng của Annie dù rằng rất là bận rộn, nhưng mà hai mẹ con cũng đóng góp cái công sức cũng như bảo trợ cho một cái số tiền để lo từ cái vương miện cũng như là mấy cái ben cho mấy em, rồi những đóa hoa, nghĩa là một cái vui xuân mà mình nghĩ rằng mình chia sớt với nhau vì cái cộng đồng và vì cái hội chợ OC là làm bất vụ lợi. Do đó nước mía Viễn Đông cùng với hội chợ Tết LA cũng ủng hộ một số tiền để lo cho các em thí sinh được đầy đủ những cái chi tiết, được đầy đủ những cái điều mà người hoa hậu và á hậu hưởng được, là những cái vương miện cũng như là những cái vòng, cái banner, rồi những cái bó hoa, những cái tiền của. Nói chung là hội chợ Tết LA cũng như nước mía Viễn Đông bảo trợ cho hội chợ Tết OC trong cái lần đầu tiên này. Và hy vọng hội chợ Tết OC tiếp tục diễn ra trong nhiều năm tới. Thì được biết là hội chợ Tết LA sắp tới trong tuần tới chúng ta sẽ cũng có một tổ chức cái cuộc thi hoa hậu. Thì kỳ này cô có thể cho biết thêm những cái thông tin thêm về cái cuộc thi đó. Thì
mời tất cả đồng bào đồng hương hàng năm hãy về với hội chợ Tết LA. Thì tuần này rồi tuần sau là ngày 20-21 tháng 2, hội chợ Tết LA vẫn diễn ra bình thường. Và hội chợ Tết LA thì chương trình rất là phong phú quý vị. Và năm này đặc biệt là các cô thí sinh từ các nơi về dự, vì Annie đã là bác sĩ rồi thì Annie muốn làm một cái gì để lại cho con cháu đời sau. Annie có làm một bức tượng Hai Bà Trưng, thì cái hình ảnh này là hình ảnh của phụ nữ Việt Nam chúng ta, do đó Annie muốn giữ lại để các cô hoa hậu thể hiện đúng vai trò của mình. Thì đây là một cái lời mời gọi tất cả đồng bào đồng hương các nơi về tham dự sau này khi mà Annie dàn dựng một cái chương trình dựng tượng đài Hai Bà Trưng tới đây. Xin cảm ơn cô Khuyến Nguyễn cũng như là bác sĩ Annie đã tổ chức, đã giống như tham gia đóng góp vào để mình gìn giữ một cái truyền thống văn hóa của người Việt Nam, giống như là tôn vinh cái vẻ đẹp của cô gái Việt Nam mình ở tại xứ Hoa Kỳ này. Xin cảm ơn cô Khuyến Nguyễn cùng với bác sĩ Annie. Cảm ơn anh, xin kính chào.